cho Lưu Gia Bảo. Lời nói đầu tiên Lưu Gia Bảo xin để tất cả quý vị lời chúc đầu năm, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ. Ca khúc đầu tiên Bảo xin phép được gửi đến tất cả quý vị một ca khúc của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn được mang tên Nụ Cười Biệt Ly, xin được tất cả quý vị.
Vâng ạ, con xin ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Trước khi bảo gửi đến quý vị một ca khúc tiếp theo, cho phép bảo gửi đến tất cả quý vị, quý cô chú, ông bà, cô chú cũng như các anh chị em, một mùa xuân được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý cát tường và tấn tài tấn lộc. Xin gửi đến tất cả quý vị ạ. Và bây giờ bảo xin gửi đến tất cả quý vị một bài hát. Bài hát này của nhạc sĩ Chú Duy Khánh, Châu Kỳ đã viết một ca hát bài rất là nổi tiếng được mang tên Con Đường Sự Em Đi. Xin gửi tất cả quý vị. Xin nghe tiếp. Vẫn ghi
hoan bên đường vắng tay chỉ còn em và anh. Vâng, xin mời quý vị rất nhiều. Không biết là quý vị sẵn sàng để ra sân khấu với điệu cha 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 không ạ? Dạ bây giờ bảo xin đổi không khí với một bài hát cái giai điệu cha 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 được mang tên Sẽ Hơn Bao Giờ Hết, xin gửi tất cả quý vị. Yeah. Đừng có em chiều nay mà đã nhớ em ngày mai, yêu em gần ngày đêm nay, hạnh phúc sẽ không hề phai. Yêu em anh mãi yêu em, dù mai đây tình có chết. Yêu em anh mãi yêu em, dù có cách xa một đời. Vâng, xin ơn quý vị rất nhiều ạ.
nam ca sĩ Lưu Gia Bảo quý vị.